Jolie xin chào tất cả các bạn. Jo đang cần bán liền kề khu BA 1.2 nha các bạn. Lô đất nằm trên trục đường 14m nhìn chung cư nha các bạn. Thuộc liền kề 9, liền kề 10, liền kề 7, liền kề 8 Jo đều có nha. Đó, cả hai trục đường nhìn chung cư đó, hai hướng đó Jo đều có hàng. Các bạn quan tâm tới các cái liền kề đó thì liên hệ với Jo theo số điện thoại 0968699962 hoặc là 0969699962 nha các bạn. Ngoài ra thì Jo còn rất nhiều lô đất khác cần bán. Nếu các bạn quan tâm thì cứ gọi cho Jo theo hai số điện thoại đó. Jo sẽ báo giá, báo chi tiết ô số và giá cả cho các bạn tham khảo nha các bạn. Mua bán với Jo thì các bạn yên tâm vì Jo luôn đặt uy tín lên hàng đầu, cho nên là các bạn tuyệt đối yên tâm nha. Do nhận cọc SMS hoặc là trực tiếp mọi lúc mọi nơi nha các bạn.